Ủa anh Phong, sáng ngồi ở đây dạ? Ờ, đang buồn Cương ơi. Rồi, anh giống em ghê, em cũng đang buồn nữa. Em hỏi anh cái này nè. Hỏi gì? Em thấy á, người ta buồn, cái người ta lợi, anh hát tặng cho người ta một bài á, hay anh hát đi. Thôi Cương ơi, đang buồn mà hát cái gì? Thôi hát đi, với lại hồi tối á, em có nghe cái bài gì nó hay lắm. Hình như mới ra, cái gì mà bầu trời vỡ nát á, anh biết không? Làm gì anh, mày không biết được, cái bài nó mới ra chứ gì. Thôi đi mày. Sao vậy? Hát đi. Hát đó mày buồn mày khóc mày chết luôn á. Không, vậy nó mới hợp tâm trạng. Dạ cái gì? Ừ. Ok nghe, đừng khóc nha. Biết rồi. Vậy nè. Rồi. Anh không phải là anh ta, cho em cuộc sống xa hoa. Anh bị sợ em xem anh giống như là người lạ. Anh không một mình trong mưa, để quên những ký ức xưa. Để trái tim anh thôi bớt đi tổn thương. Anh không phải là anh ta, cho em cuộc sống xa hoa. Anh biết giờ em sẽ mất giống như là người lạ. Anh không một mình trong mưa, để quên những ký ức xưa. Để trái tim anh thôi bước đi tổn thương. Hôm nay em mặc áo cưới, ôm ai nụ cười rất tươi.